Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong những năm qua, Việt Nam đã có những động thái tích cực trong việc bảo vệ an ninh, chủ quyền lãnh thổ đất nước, trong đó mua sắm vũ khí, nâng cấp và hiện đại hóa sức mạnh quân sự là những điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất. Tuy nhiên, chúng ta lại có một anh bạn hàng xóm Trung Quốc cực kỳ là bẩn tính khi không ngừng soi mói và buông lời gièm pha đối với những thương vụ quan trọng giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài. Một ví dụ điển hình mà chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là thông tin Việt Nam mua một lúc 4 tổ hợp tên lửa S-400 siêu uy lực đến từ Nga, có khả năng hủy diệt tiêm kích tàng hình C-20 của Trung Quốc chỉ trong chớp mắt. Và thật sự dù chưa rõ thật giả ra sao, thế nhưng mà anh bạn hàng xóm này đã ngay lập tức có những lời suy diễn, thổi phồng và có những đánh giá không mấy tốt đẹp rồi. Vậy thì thực hư về thương vụ mua bán tên lửa S-400 này như thế nào đây? Và về phía Trung Quốc đã bình luận ra sao? Để làm rõ vấn đề này, mời các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Các bạn thân mến, thông tin Việt Nam đàm phán mua tên lửa phòng không S-400 trên thực tế đã xuất hiện cách đây khá lâu, cụ thể vào tháng 12 năm 2016. Theo truyền thông Indonesia đã cho biết, bên lề triển lãm Indo Defense 2016, Nga đã bày tỏ mong muốn là thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự với Việt Nam ở mức cao hơn nữa. Minh chứng cho sự hợp tác lần này đó chính là việc Việt Nam và Nga đã tiến hành đàm phán về hệ thống tên lửa phòng không S-400. Mặc dù chưa có thông tin chính thức nào từ phía Việt Nam cho thấy chúng ta đang đàm phán mua vũ khí tối tân này của Nga, tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên truyền thông quốc tế đăng tải thông tin về vấn đề này đâu. Trước đó, hồi cuối năm 2015, nguồn tin này cũng được tờ Phượng Hoàng Trung Quốc đưa ra những đánh giá về việc Trung Quốc sẽ được trang bị tên lửa S-400 và việc cả Ấn Độ và Việt Nam cũng sắp trang bị các hệ thống tên lửa tối tân này. Theo đó, tờ Phượng Hoàng đã cho rằng Nga có thể sẽ cung cấp 4 tiểu đoàn S-400 cho quân đội Việt Nam trong tương lai gần. Tờ báo này cũng đã dự báo rằng những hệ thống này sẽ được đặt ở vịnh Bắc Bộ và dọc theo Biển Đông. Từ đó, phía Việt Nam ông có thể tạo ra những đòn đáp trả tương xứng và gây nên áp lực lớn cho kẻ địch đến năm 2016. Thông tin này càng rõ ràng hơn khi giới truyền thông quốc tế liên tục đề cập tới. Cụ thể, vào đầu tháng 7 năm 2016, tạp chí Kanwa tại Nada cũng đã đăng tải rằng Việt Nam đang tiến hành đàm phán với Nga để mua ít nhất là 4 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400. Nếu như không có vấn đề gì thì vào cuối năm 2016, Việt Nam sẽ chính thức ký hợp đồng mua ít nhất là 4 tiểu đoàn S-400. Cùng với thông tin từ Kanwa và Phượng Hoàng thì nguồn thông tin quân sự Nga cũng đã xác nhận sau khi Nga xuất khẩu các hệ thống tên lửa đánh chặn S-400 năm 2015 cho Trung Quốc, thì phía Việt Nam cũng đã đặt mua từ 4 đến 6 tiểu đoàn tên lửa S-400 nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ vững chắc đất nước trước mọi tình huống. Theo đó, Việt Nam sẽ sớm nhận được tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại S-400. Chuyên gia Nga đã khẳng định nếu Nga bán hệ thống phòng không S-400 tiên tiến nhất cho Việt Nam thì Việt Nam có thể yên tâm mà ngủ ngon, bởi hệ thống này có thể đảm bảo an ninh của Việt Nam một cách có hiệu quả, dù là chưa có một lần nào phía Việt Nam thông tin chính thức về nội dung này cả. Tuy nhiên, chúng ta đã phần nào có thể khẳng định được tính chính xác của từng vụ này thông qua các nguồn tin quốc tế vừa được nêu ở trên, đặc biệt là lời khẳng định chắc nịch đến từ nước bạn Nga chưa kể nha. Vào năm 2020 vừa qua, trong một phóng sự được phát sóng trên kênh truyền hình quốc phòng, Việt Nam đã lần đầu tiên đưa ra thông tin chính thức công bố về những tổ hợp phòng không mạnh nhất của lực lượng phòng không Việt Nam, trong đó có tổ hợp S-300BMU-2, với đáng chú ý là S-400 cũng được nhắc tới. Đây là một thông tin vô cùng bất ngờ khi từ trước đến nay chúng ta chỉ mới được biết rằng Việt Nam đang vận hành 2 tiểu đoàn sử dụng tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300BMU-1 bảo vệ thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được nhấn mạnh, đây chỉ là động thái nhắc tên S-400 chứ trên thực tế là thông tin này vẫn chưa hoàn toàn xác nhận vì Việt Nam đã đàm phán mua, sở hữu hay là làm chủ hệ thống tên lửa này các bạn nhé. Được biết, S-400 là tổ hợp phòng không tầm xa tiên tiến nhất do Nga nghiên cứu và phát triển. Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là hai quốc gia đã chính thức đưa S-400 vào biên chế. Trong khi đó, Ấn Độ cũng đã đặt mua và Nga đang gấp rút hoàn thành hợp đồng. Ngoài ra, rất nhiều quốc gia khác cũng đang bày tỏ quan tâm đến tổ hợp này. Như vậy thì việc Việt Nam quan tâm đến loại tên lửa này quả là một tín hiệu đáng mừng đúng không nào? Điều đó cho thấy Việt Nam hoàn toàn chủ động trong việc nắm bắt công nghệ, sức mạnh quân sự, không hề kém cạnh các cường quốc trên thế giới. Vậy thì tổ hợp tên lửa S-400 được phát triển và chế tạo như thế nào? Và sức mạnh của nó thật sự đáng sợ ra sao? Ngay bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp các bạn nhé! Hệ thống tên lửa phòng không S-400 do phòng thiết kế tập đoàn nhà nước Nga Rostec phát triển. Đây là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa S-300. Hệ thống có thể tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu bay, bao gồm cả máy bay gây nhiễu, máy bay chỉ huy, báo động sớm, máy bay trinh sát, máy bay chiến lược, chiến thuật, kể cả máy bay tàng hình, máy bay không người lái, trực thăng, tên lửa hành trình. Khi chúng bay ở độ cao là hơn 50 km,
với tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/s, đặc biệt là khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km với một độ chính xác cao. Việc trang bị vũ khí S-400 có thể sử dụng các radar của biến thể nguyên thủy S-300P để phát hiện và bám mục tiêu, đó là các radar kiểm soát đa nhiệm 30N6, radar Doppler sóng liên tục 76N6 Clamshell, radar tấn công mạng pha số 30N6 Pháp LID. Chúng có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo với tốc độ tới 10.000 km/h, ở khoảng cách lên tới 1.000 km, và tên lửa hành trình ở khoảng cách là 300 km. Ngoài ra, radar 36D6 Tin Shield của S-300 cũng có thể sử dụng cho S-400, giúp tăng khả năng thám sát mục tiêu sớm hơn so với radar Flap LID. Nó có thể phát hiện được mục tiêu cỡ tên lửa bay ở độ cao lên tới 175 km và tầm thám sát tối đa là 300 km. Về hệ thống tên lửa, ngoài sử dụng một số loại tên lửa của người anh em S-300 thì S-400 cũng được bổ sung thêm một số loại khác như là 48N6E của S-300BMU-1 và 48N6E-2 của S-300BMU-2. Tên lửa 48N6E được bố trí trong thùng hình trụ có tốc độ Mach 6 và tốc độ tiếp cận mục tiêu tối đa lên đến Mach 8.5, có trần bắn tối đa 27 km và tầm bắn từ 5 cho đến 150 km, xa hơn 1,5 lần so với Patriot, 1,2 lần với Hồng Kỳ 9 của Trung Quốc. Tên lửa 9M96E có trọng lượng 330 kg, đầu đạn 24 kg, tốc độ tối đa là 900 m/s và tầm hoạt động là 40 km. Tên lửa 9M96E2 có trọng lượng 420 kg, đầu đạn là 24 kg, tốc độ tối đa 1.000 m/s, độ cao tiêu diệt mục tiêu 30 km, thời gian chuẩn bị phóng không quá 8 giây và tầm hoạt động 120 km. Ngoài ra, S-400 còn sử dụng tên lửa siêu tầm xa 40N6E có tầm bắn lên tới 400 km, có tọa độ cách mặt nước biển từ 40 đến 50 km, có thể coi là khắc tinh của các loại máy bay. 40N6E là một bí mật quân sự của Nga. Tất cả các loại tên lửa kể trên đều được gắn thiết bị điều khiển chiến đấu, giúp tăng độ chính xác tiêu diệt mục tiêu. Hệ thống xe phóng của S-400 vẫn dùng loại 7910-8X8 của hệ thống S-300BMU-1 và S-300BMU-2. Như vậy, nếu Việt Nam đưa vào trang bị các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 lần này thì đây chắc chắn sẽ là một điều vô cùng đáng mừng, phải không nào? Vâng, không những nâng cao đáng kể sức mạnh phòng thủ trên không của quân chủng phòng không, không quân, mà còn tăng cường khả năng đánh chặn đối với các loại oanh tạc cơ, tiêm kích tàng hình hay là từ lửa đạn đạo của đối phương. Tuy nhiên, nếu nói đây là niềm vui của Việt Nam thì có lẽ anh bạn Trung Quốc chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu. Thật vậy các bạn, khi mà thông tin Việt Nam đàm phán thương vụ mua sắm hệ thống tên lửa phòng không S-400 với Nga vừa được báo chí quốc tế đưa tin, thì ngay lập tức phía Trung Quốc đã cải hiện rằng Trung Quốc mua gì Việt Nam mua đấy. Cụ thể, vào ngày 9 tháng 11 năm 2017, trang thông tin Sina của Trung Quốc đã cho rằng Nga đã cố gắng thổi phồng để có thể bán được vũ khí trang bị mà thực tế chất lượng chẳng đâu vào đâu. Chẳng hạn, khi chào bán máy bay chiến đấu Su-35, Nga cho rằng nó có thể đánh bại máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Hơn nữa, Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 4+ tốt nhất trên thế giới. Vì vậy, máy bay này được không ít quốc gia đặt hàng. Nhưng mà trên thực tế, Su-35 nhiều nhất cũng chỉ là một loại Su-27 phiên bản cuối cùng, không thể đánh bại được F-35 của Mỹ đâu. Tiếp đến, khi chào bán hệ thống phòng không S-400, Nga cho biết khoảng cách đánh chặn của nó là 400 km và có thể đánh chặn các loại máy bay chiến đấu và có thể phòng thủ tên lửa. Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống này chưa từng trang bị tên lửa 40N6 có tầm bắn 400 km. Khoảng cách đánh chặn tên lửa 48N6 tầm bắn tối đa hiện nay chỉ đạt 250 km mà thôi. Tờ Sina cũng đã cho rằng Việt Nam là lô cốt đầu cầu của Nga ở Đông Nam Á và có những điểm tương đồng với Ấn Độ. Khi mà Trung Quốc mua cái gì của Nga thì Việt Nam cũng không tiếc tiền để có được nó. Chẳng hạn, vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, Trung Quốc đã mua tàu ngầm 877EKM và 636 m³/kg của Nga. Đến những năm gần đây, Việt Nam cũng đã mua 6 tàu ngầm 636m của Nga, và tiếp đó khi mà Trung Quốc nhập khẩu một lô máy bay chiến đấu dòng Su-27-30MKK, Việt Nam cố học theo để mua một máy bay chiến đấu Su-27MKV. Chưa hết, khi Trung Quốc nhập khẩu từ lửa phòng không S-300BMU-1 thì Việt Nam cũng đua đòi mua sắm tên lửa phòng không S-300BMU-1 luôn. Đến lần này, Việt Nam lại tiếp tục đi theo Trung Quốc mua sắm tên lửa phòng không S-400. Tuy nhiên, Trung Quốc thì cũng chỉ mua sắm vũ khí của Nga với số lượng rất ít, bởi vì mục đích của họ là thông qua mua sắm để nắm được công nghệ, từ đó cải tiến, nâng cấp vũ khí của họ và có điều kiện và công nghệ để đáp trả. Do đó, Sina đã cho rằng, nếu chỉ mua sắm mà không cải tiến được vũ khí trang bị mua của Nga, thì việc vận dụng thực tế sẽ rất khó đạt được hiệu quả như Nga đã tuyên truyền. Hơn thế nữa, Trung Quốc cũng muốn thông qua việc sao chép, cải tiến này để mà tìm cách đối phó. Cuối cùng, Trung Quốc có thể dùng các loại tên lửa chống bức xạ như là LD-10WG-91 và CM-102 để đánh bại S-400. Ngoài Sina,
Trang Sohu của Trung Quốc cũng đã lên mặt dìm hàng khi cho rằng Việt Nam dù có mua được tên lửa phòng không 400 thì cũng chưa đủ đâu, bởi lẽ Việt Nam không có đủ hệ thống cảnh báo sớm khu vực tầm xa tiên tiến, không có cỡ lớn và hệ thống cảnh báo sớm GI để dò tìm các mục tiêu xa hàng nghìn km. Ngoài ra, Việt Nam cũng chưa có đủ máy bay cảnh báo sớm và radar mảng pha, trong khi đó thì khoảng cách dò tìm của radar thuộc hệ thống tên lửa S-400 đến 100 km, làm cho hiệu quả tác chiến của S-400 bị hạn chế. Các bạn thân mến, qua đây chúng ta lại càng được nhìn rõ hơn bộ mặt xấu tính của anh bạn Trung Quốc, đúng không nào? Dù chưa có thông tin chính thức, tuy nhiên, nếu Việt Nam mua sắm tổ hợp tên lửa S-400 từ Nga thì cũng là một điều đáng mừng, đúng không? Bởi lẽ chúng ta làm sao có thể biết được Việt Nam sẽ cải biên và phát triển chúng ra sao? Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.